Xin chào tất cả mọi người, chắc hẳn mọi người cũng không lạ lẫm gì đến cái gọi là tài khoản iCloud nữa. Nghĩ đơn giản, nó là tài khoản để tải ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. Cách lập tài khoản này nó cũng cực kỳ đơn giản, nhưng có một số bạn chưa biết nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập tài khoản đó trong vòng một nốt nhạc và có thể tự làm tại nhà, không phải ra quán, để không mất thêm tiền, đỡ mất thời gian và đỡ tốn công sức đi lại. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn lập tài khoản trên iOS là mới nhất của Apple hiện tại, đó chính là iOS 13.2. Thì trước hết để đảm bảo các bạn phải sử dụng Wi-Fi hoặc là 3G khỏe một chút nhé. Đây, trước hết các bạn vào phần cài đặt và ấn vào đăng nhập iPhone. Sau đó các bạn ấn vào dòng chữ danh xanh, bạn không có ID Apple hoặc đã quên, rồi bạn ấn tạo ID Apple. Ở đây là họ tên và ngày tháng năm sinh của bạn. Bạn thích đặt thế nào cho ngầu, cho dễ nhớ thì các bạn đặt. Thì mình sẽ là Mobile, thế là Việt Thắng, ngày sinh của mình là 29 tháng 10 năm 1989. Ok, các bạn ấn tiếp theo. Đây nó chính là đến bước này thì các bạn hãy ấn vào bạn không có địa chỉ email. Nếu các bạn nào có thì có thể nhập ở trên, nhưng mà theo mình là ấn như này cho nhanh, nhập địa chỉ email của iCloud. Mình sẽ là Việt Thắng Mobile, thêm ngày tháng năm sinh của mình cho nó đỡ bị trùng. À thôi, thì mình để 6868 để cho nó đỡ trùng. iCloud mình chỉ cần gõ này thôi, còn cái mục a@icloud.com thì kệ nó các bạn nhé. Mình ấn tiếp theo. Rồi các bạn là tạo địa chỉ email. Mật khẩu các bạn thích đặt thế nào thì tùy các bạn. Đây là mật khẩu để mình làm cho dễ nhớ thôi. Đây là Việt Thắng. Mật khẩu này thì nó sẽ bao gồm là một chữ viết hoa, sẽ bao gồm viết hoa này, viết thường này và số. Thì theo như mình lúc nào mình cũng để chữ đầu tiên là viết hoa, sau đó là viết thường, rồi đến con số. Xác nhận. Đây là câu hỏi bảo mật các bạn nhé. Mình thì hay đặt cho khách là tên của khách luôn. Người thân của bạn ở đâu, mình trả lời các cái câu hỏi này các bạn phải nhớ. Thì nên Thắng luôn. Công việc ước mơ của bạn là gì? Người ghi là kỹ sư, gì đấy, tùy các bạn. Chọn một câu, bố mẹ bạn gặp nhau ở thành phố nào thì mình cứ ghi là Hà Nội đi. Mình nhấn tiếp theo. Đấy, sau đó mình lại ấn đồng ý. Đồng ý. Ok, như thế này là iCloud mình đã được lập. Nhưng mà để sử dụng iCloud này cho cái tải ứng dụng thì mình lại cần phải đăng ký cả iTunes nữa. Ok. Thì mình sẽ phải làm thêm một bước, một hai bước nữa. Ok này, sau đó các bạn ấn vào dòng chữ iTunes App Store này, ấn tiếp tục. Nó sẽ hỏi mật khẩu lúc này bạn lấy, bạn đặt đấy. Đăng. Đó, sau đó các bạn thoát ra ngoài màn hình chính này. Các bạn vào App Store này và biểu tượng chữ A này. Ok. Tiếp tục. Cho phép khi tải ứng dụng này. Là lần tìm kiếm nhé. Các bạn vào tải một cái ứng dụng bất kỳ. Ví dụ bây giờ YouTube đi. Ấn gõ YouTube này. Ấn nhận này. Sau đó ấn cài đặt này. Mật khẩu. Ấn đăng nhập này.
xong này. Đến bước này các bạn ấn vào xem xét nhé, xem xét này. Các bạn đồng ý điều khoản này, ấn tiếp theo này. Đây là tài khoản miễn phí nên là mình sẽ chọn là không nhé. Còn nếu các bạn nào mà muốn mua và gì đấy thì các bạn có thể chọn là Visa, Momo gì đấy. Mình cứ ấn không để tải các ứng dụng miễn phí. Ở đây đó là đường mình, các bạn thích ghi đường nào cũng được. Thực ra thì Apple họ không yêu cầu cái này. Thì ở đây mình cũng cứ ghi linh tinh thôi. Thành phố thì các bạn cứ ghi thành phố Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh cũng được các bạn nhé. Mã zip của mình, mã zip của Việt Nam thì nó là 10.000 các bạn nhé. Nếu các bạn ở các nước khác thì các bạn hãy tra Google là mã zip của Apple thì nó sẽ ra. Số điện thoại ở đầu sẽ là 84 và ở sau sẽ là số của mình, và bỏ số 0 đầu tiên đi, 77 555 8333. Đây là số điện thoại của mình, số hotline của cửa hàng mình thì ấn tiếp theo này. Đấy, như thế là các bạn đã xong rồi này. Đấy, ok, nó chỉ đơn giản thế thôi. Rồi các bạn ấn thử để tải xem nó có tải được không nhé. Ok, cho cài đặt rồi nè. Ok. Đây các bạn đợi cái hình tròn này quay, nếu mà được cái là nó sẽ ok luôn. Đó, như vậy là mình đã lập được một cái tài khoản iCloud. Nếu mà để cho mình tự làm nó thao tác ấy thì nó cũng sẽ nhanh thôi. Các bạn thấy cái này nó rất là đơn giản. Vậy mà vẫn có nhiều bạn vẫn hỏi mình là lập cho tài khoản iCloud, hoặc là khi mình bận quá các bạn lại đi ra quán khác rồi bảo là ôi, hôm trước em lập tài khoản ở quán kia nó chặt em 30.000 rồi chặt em 50.000, 80.000. Đấy thì hôm nay mình xin làm cái video như vậy để mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu mà bạn nào mà biết rồi thì có thể góp ý để cho mình có các cái cách lập khác. Hoặc còn nếu mà bạn nào mà chưa biết thì hãy làm theo hướng dẫn của mình nhé. Nếu các bạn mà có thấy video này nó bổ ích thì hãy like hoặc là chia sẻ cho mình để cho các bạn bè của các bạn biết được. Rồi ok, mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.